Hello mọi người, xin chào mọi người ạ. Đây, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cây vạn niên thanh. Vạn niên thanh thủy sinh nha mọi người, thủy canh ấy ạ. Dạ đây, xanh mướt luôn đấy mọi người ạ. Vạn niên thanh thủy sinh này được trồng bằng nước này, là một loại cây thân leo nhá. Vạn niên thanh này là một loại cây thân leo và thân của nó hình tròn và mộc mạc. Đó, lá to và màu xanh bóng mượt như thế này. Đó, mọi người xem thấy không ạ? Thì cây này có nhiều rễ mọc, nó khí sinh này, bò dài ra hoặc là nó sẽ thóng xuống đó. Thì cây vừa mọc ở phần đất và nó có thể mọc ở nước luôn đó. Thì cây này là một loài cây mà ưa ẩm nha mọi người, và cái hoa mọc sẽ thành từ cái bông riêng lẻ và có màu xanh. Cây cũng có quả nhưng mà nó quả mọc nước với hình cầu và có màu giống như là cái màu quả quất ấy. Đó, cái quả của nó giống như cái màu của quả quất đấy mọi người. Đây ạ. Thì cây vạn niên thanh ấy, thì tên thường gọi này là vạn niên thanh thủy sinh này, thủy canh này mọi người. Đó. Hoặc là người ta hay gọi là cây môn trường sinh đó. Thì nguồn gốc của cây này là từ Salomon của Thánh Bình Dương, đã thuộc Thánh Bình Dương ấy mọi người. Đó. Cây này thì thuộc họ ráy. Đây. Vạn niên thanh thủy sinh nha mọi người. Về ý nghĩa phong thủy thì đây là một loại cây mà cắt tường này. Nếu mà các bạn mua cây này về và những cái dịp lễ để ngụ ý là sự sung túc và tốt đẹp. Còn trong hôn nhân thì loài cây này cầu chúc như ý, và trong lễ mừng thọ thì sẽ là chúc sống lâu, sống lâu trăm tuổi đó. Công dụng của cây vạn niên thanh thủy canh này là dùng để trang trí trong nhà này, trang trí văn phòng, phòng khách, khách sạn này, giúp cho không khí của mình được trong lành hơn. Tại vì cây này có khả năng là lọc không khí mà mọi người. Đó. Vị trí để mà có thể đặt được cây thủy sinh này là có thể đặt ở làm bàn làm việc này, ở cầu thang hay là trên tường nhà cũng được, hoặc là mình để ở bàn đấy mọi người, để ở phòng khách đấy mọi người. Phòng khách của chúng ta thì chúng ta cũng có thể để cây này để trang trí này, để cho không gian của mình thoáng mát hơn. Tại vì cái cây vạn niên thanh này nó cũng có cái công dụng là lọc không khí cho mọi người nhé. Có thể hút được các khí điện tử như là sóng máy tính hay là điện thoại nguy hiểm đến cái sức khỏe của chúng ta. Thì để cây này ở trong nhà thì nó sẽ giúp cho mình là thanh lọc không khí. Đó. Vì cái thân này là thân leo và bám chắc trên cột đấy, thì tán lá của nó dày và hẹp nhá. Lá đơn và hình tròn xoan, bản rộng và góc hình trái tim, đầu nhọn. Đấy, mọi người thấy rõ không ạ? Thì cây thì có rễ chùm. Đây là một loại cây mà ưa bóng và thích hợp với thời tiết là mát mẻ. Khi bạn trồng cây này trong nước thì cây sẽ có lá hẹp và cành của nó vươn dài ra đó, rất là đẹp luôn đấy mọi người ơi. Thủy sinh này rất là xinh ạ. Đây, mọi người quan sát rõ đây, rất là xinh nha. Còn về cách trồng chăm sóc cây này thì cây này là một loại cây mà trang trí trong nhà của mình rồi, và rất là nhiều người ưa chuộng vì cái đặc điểm dễ chăm sóc của cây này và những cái ý nghĩa phong thủy tốt đẹp cho gia chủ của mình. Đấy, thì cây thường trồng dưới hai hình thức là trồng thủy sinh và trồng đất như thế này đó. Đó, thì đây, cây này thì có tuổi thọ rất là cao, và thì nhà nó có thể cao tầm 1m3 đến 1m5 đấy mọi người. Đấy là cây mà nó phát triển tốt mà mình trồng trong cái chậu lớn đó. Đấy. Rất là thích hợp để mình trồng trong nhà thanh lọc không khí thì. Chúng ta nên
mua cái cây này về để trong nhà nhé mọi người. Cây vạn niên thanh này cũng là một loại cây cảnh mà quen thuộc với chúng ta rồi thì em cũng không cần phải nhắc gì nhiều nữa. Thì bây giờ em sẽ xin chia sẻ với mọi người về cái tác dụng của cây vạn niên thanh này, đó là dùng để trang trí nhà cửa, văn phòng, bàn làm việc, để tạo cho mình cái không gian xanh, một môi trường sống xanh. Nó rất là thích hợp để bàn này, để trang trí ban công, cửa sổ, sân thượng và tòa nhà của mình. Đó. Thì cây thì lọc không khí và thải độc nên là đây không chỉ là một loại cây mà làm cảnh thông thường đâu. Chúng ta nên coi là cây này như kiểu là một máy lọc không khí tự nhiên có hiệu quả cao nhá. Cây này cũng có khả năng là lọc chất độc của môi trường từ bức xạ điện tử, như vừa nãy mình đã nói, như kiểu là máy tính, điện thoại, đó, tivi thì nó cũng có thể lọc được cái khí độc đó, các bức xạ từ các máy điện tử đó mọi người. Và niên thanh này thì đạt rất là nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh là có khả năng là ngăn chặn sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Đó là một cây dễ kiếm này. Vạn niên thanh này đã được dùng trong rất là nhiều bài thuốc thanh nhiệt giải độc và cầm máu và điều trị ung thư rồi nhé mọi người. Thì các bạn mà muốn tìm hiểu chi tiết hơn, kỹ càng hơn thì các bạn có thể là các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn ở trên các trang mạng này, hoặc là các bạn có thể ra showroom cây đời để chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn và chúng ta có thể là trao đổi trực tiếp hơn đó. Đây mọi người, để cách trồng của cây vạn niên thanh thủy sinh này thì chúng ta sẽ lấy vạn niên thanh thủy sinh này sẽ mọc chồi rễ rồi nhá, sờn bao quanh, sau đó mình trùng bằng cách là chọn cây bố và cây mẹ ra để bạn niên thanh khỏe mạnh và dễ không bị dễ hỏng nhá. Đấy, xong đó là mình sẽ làm khô đất và cắt dính ở trong cây ra để mà có thể dâm cành, dâm mát để tránh ánh nắng trực tiếp là được. Đấy, sau đó mình sẽ chuẩn bị lọ trồng cây này bằng thủy tinh hoặc là có thể bằng nhựa, lọ nhựa đấy. Mình quan sát phát triển đó, xong rồi mình cho nước vô tầm khoảng là được 2/3 bình thôi. Cái lớn đấy cứ là nó ngập dễ bằng này là được rồi này mọi người. Đó. Tại vì đây là một loại cây mà trồng thủy sinh nên là vạn niên thanh này rất là dễ chăm sóc nhé. Là mình không cần phải tưới nhiều nước quá. Đó. Về điều kiện ánh sáng của cây thủy sinh cũng phải tương tự với cái đất trồng nó, tuy nhiên là thủy sinh thì bạn không cần phải tưới nhiều nước mà cần phải thay nước 2 tuần một lần. Các bạn nên thay nước trong cây mỗi tháng là sẽ giúp cho cây nó phát triển tốt hơn, đẹp hơn và nó xanh tốt hơn nha mọi người. Thì cây này là một loại cây mà giúp cho mình may mắn này, sức khỏe này, tài lộc này, cho cái gia đình, cái người mà sở hữu cái cây này. Thì một loại cây yêu thích mà được gửi tặng đến các dịp lễ quan trọng như là sinh nhật này, khánh thành, khai trương, là một như là một lời chúc may mắn đấy. Thì có thể đặt ở phòng khách để lọc không khí, đồng thời có thể những luân sát khí, đặc biệt là kích thích thúc đẩy những thứ mà không tự chủ về thi cử này, hay là mang nhiều may mắn thuận lợi và cát tường đó mọi người. Đây là một quà mà rất là tốt để mà mình có thể tặng cho gia đình của mình, cho người thân của mình và các đối tác đó. Thì ở trên đây cũng là một số cái thông tin mà mình chia sẻ với mọi người, thì mong là cái thông tin mà mình chia sẻ thì sẽ giúp ích cho các bạn tìm hiểu thêm về một số loại cây như thế này mà mình có thể trồng ở trong nhà và nó có thể giúp cho cái sức khỏe của mình và nơi mình ở nó có thể thanh lọc và nó trong lành hơn đó mọi người. Thì đây mọi người ơi, có liên hệ thì mọi người có thể liên hệ qua số hotline của showroom 39 cây đời.
và có địa chỉ ở trên này thì mọi người hãy nhanh tay ấn số và gọi điện ngay cho mình sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người nhé mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người ạ.